lại cái tin cập nhật của thăm dò ý kiến tại tiểu bang Wisconsin. Ông Trump vẫn tiếp tục dẫn trước ông Ron DeSantis gần 20 điểm. Đó là tin vui cho ông Trump tại Wisconsin. Đây là sự thật. Ông Ron DeSantis nên, và đương nhiên nên, tôi nghĩ suspending cuộc tranh cử của ông đi. Hãy ủng hộ cho ông Trump để giữ được cái mặt mũi của ông. Ông Trump vẫn đang nắm cái lợi thế gần 20 điểm so với Ron DeSantis trong một cuộc thăm dò ý kiến tại đại hội của đảng Cộng hòa Wisconsin. 53% những người dự cái đại hội của đảng Cộng hòa Wisconsin đã tham gia một cuộc thăm dò gọi là Straw Poll Wisconsin Politics ủng hộ ông Trump, khi ít hơn 19% ủng hộ Ron DeSantis. Người đã nhận chỉ có 34%. Cái Draw Poll này là khác hoàn toàn với Regular Poll, là bởi vì họ, và khi cái đại hội của đảng Cộng hòa thì Wisconsin thì họ đặt câu hỏi về vấn đề polling ngay tại chỗ đó. Trong 321 phiếu bầu, không có ứng cử viên nào Trump hoặc Ron DeSantis nhận được 11 phiếu bầu. Vivek ứng hàng thứ ba cách xa. Thượng nghị sĩ Tim Scott và đương nhiên Nikki Haley cũng nằm sau. Những cuộc thăm dò về straw poll phù hợp với cuộc khảo sát thăm dò được công bố cho thấy ông Trump vẫn nắm cái lợi thế vô cùng lớn, khoảng 16% so với Florida Ron DeSantis. Trong khi đó 41% thành viên của đảng Cộng hòa và là Cộng hòa gần như đã nắm giữ trước ông Ron DeSantis, trong khi đó DeSantis chỉ có 25%. Cuộc thăm dò straw poll cho thấy dân biểu Tom Tiffany, người được yêu thích để thách thức đảng Dân Chủ Tammy Baldwin của Wisconsin vào cuộc đua 2024. Và đó là tin vô cùng vui cho ông Trump sau cái sự kiện mà tiểu bang Wisconsin vẫn tiếp tục hướng về ông Trump, là bởi vì họ cảm thấy được rằng cái cáo trạng của chính quyền Biden và sự chụp mũ của chính quyền Biden trên thực tế đó là những cái mà chúng ta cảm thấy bất công bằng. Và sự bất công bằng đó sẽ được thể hiện bằng cái lá phiếu, là bởi vì những người dân của tiểu bang Wisconsin họ sẽ không làm gì được cho ông Trump chỉ trừ cái lá phiếu cho ông Trump và sự ủng hộ nhiệt tình và cuồng nhiệt để đẩy ông Trump vào tòa bạch ốc, để dọn sạch tất cả những gì dơ dãi bẩn thỉu còn lại dưới thời của ông Biden. Và đó là tin vui cho ông Trump. Xin lần nữa chúc mừng quý vị. Và đương nhiên chúng ta phải chiến thắng để đề cử ông Trump cho đảng Cộng hòa trước, để chúng ta dập mặt và tán vào mặt thực tế của ông Ron. Ông thật sự không xứng đáng, và đương nhiên trong tương lai sẽ không bao giờ có những cái lá phiếu cho ông cho 2028 nếu whatever chuyện gì xảy ra cho 2024. Bản tin ngắn, chào tạm biệt.